Xin chào cả nhà, chào quý ông bà và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung phê ma túy gây ảo giác, sát hại cha ruột vì tưởng là ăn trộm gà. Sau khi sử dụng ma túy, Sang đã bị ảo giác nghĩ cha ruột trộm gà nên đã ra tay sát hại rồi chôn thi thể trong khuôn viên của nhà mình. Ngày 25 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tây Ninh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thanh Sang, 28 tuổi, ngụ xã Trường Tây về hành vi giết người. Nạn nhân chính là ông L, 57 tuổi, ngụ ấp Long Hải, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, là cha ruột của Phạm Thanh Sang. Theo điều tra ban đầu, Sang và cha ruột ở tại ấp Long Hải vào một ngày đầu tháng 4 năm 2021. Sang thấy cha ruột đi nhậu về, ngồi nói chuyện một mình. Do sử dụng ma túy gây ảo giác nên Sang nghĩ ông L lấy trộm gà của mình nên nảy sinh ý định giết cha ruột. Ông L đang đứng phơi đồ ở phía sau thì Sang bất ngờ dùng dao chém vào đầu nạn nhân khiến ông L tử vong tại chỗ. Sau đó, Sang lấy cuốc, xẻng đào một cái hố chôn thi thể ông L trong khuôn viên và lấp đất lại để phi tang. Sang đem dao rửa cuốc xẻng đi rửa sạch vết máu và mang đi cất giấu để che giấu hành vi phạm tội của mình. Đến ngày 12 tháng 5, công an xã Trường Tây mời Sang đến làm việc vì nghi liên quan đến các vụ trộm cắp trên địa bàn. Làm việc với công an, Sang khai nhận đã sát hại cha ruột của mình. Tại cơ quan công an tỉnh Tây Ninh, phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường tại nhà ông L, phát hiện thi thể nạn nhân tại đây. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhiều lần tôi đã nói, cà phê đá, sữa đá, trà đá không uống mà tối ngày cứ dùng ma túy đá, hãy loại bỏ ngay. Rồi, hãy chia sẻ video rộng rãi để mọi người cùng xem. Cảm ơn các bạn.